Em chào cả nhà nhé. Em là Thúy, chuyên cung cấp các mặt hàng hoa phong lan tại thành phố Nam Định. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981 550 768 hoặc 0817 892 229 ạ. Địa chỉ với lan nhà em là đối diện số nhà 1010, đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Và bên cơ sở lan nhà em thì có nhận ship hàng toàn quốc nhé. Khi mà mọi người nhận hàng mới phải thanh toán tiền. Toàn bộ đơn hàng ở nhà em thì đều không bao ship. Phí ship đồng giá là 40.000 một thùng hàng ạ. Hôm nay thì em sẽ lên chia sẻ với mọi người một số những cái mặt hàng mới vừa mới cập bến tại nhà em nhé. Thái mít đồng xu của nhà em về hàng nhé. Hàng hot hòn hòn đây này. Đó. Vẫn giữ nguyên giá cũ nha các bác nhé. 150.000 một em ạ. Đây. Hàng châu Thái nhiều màu nhá cả nhà nhá. Đây mọi người nhìn này. Cái lá của nó này xếp rít rít luôn nhá. Lá cực kỳ dày luôn này. Hàng siêu hot đây các bác ơi. Đây mọi người nhìn này. Về chưa? Hàng này về nhá. Vì là bên trong này này, người ta ghép vào một cái miếng gỗ ấy ạ. Gỗ nhỏ thì mọi người dễ dàng mọi người tách ra, mọi người ghép vào giá thể của mọi người hoặc là mọi người sang chậu được nhá. Đây. Trước khi mà mọi người tách cái cục gỗ này ra đi ạ, thì các bác cứ ngâm cả cái chậu này vào một cái chậu nước. Một chậu nước pha với B1 nhá mọi người, ngâm khoảng 1 tiếng cho em. Cho cái rễ này này nó mềm ra, cái gỗ này nó bỏ ra cho mọi người tách cho nó dễ nhá, nó tránh trường hợp bị đứt rễ ạ. Đó. Một đàn lợn con của nhà em trình làng nhá. Hàng siêu siêu đẹp nhá các bác nhá. Đây. Châu Thái mít đồng xu nhá cả nhà nhá. 150.000 một em ạ. Hàng bao đẹp bao lôi lá cho các bác mình nhá. Đây mọi người nhìn rễ nó ra này, rất là khỏe cây luôn nhá. Mọi người lưu ý giúp em này, là cái hàng này của nhà em nó gần như là cái hàng cây giống nhá. Gần như là cái hàng cây giống đây. Thực tế quay luôn này. Vì là cái lá mít đồng xu này thì thường thường là nó không to vượt hẳn lên ở đâu nhá. Nó chỉ nhỡ nhỡ thôi ạ. Đây. Ôi, xuất sắc luôn đấy ạ. Đây mọi người nhìn này. Vanda siêu to khổng lồ của nhà em cập bến nhá các bác nhá. Đây hiện tại hàng ở nhà em này là 80% cây nó đang có nụ rồi nhá. Còn lại 20% là cây nó đang chuẩn bị có nụ ạ. 100% em khẳng định với mọi người là cây nào nó cũng sẽ cho ra hoa nhá. Cái Vanda đợt này nhà em về cái cây nó to hơn cái lô trước đây nhá. Một cây như này em bán với giá là 160.000 này. Vanda hàng dễ gió hoa sổ số nhá. Đây em tìm cho mọi người xem một loạt cái mặt của hoa Vanda. Vanda này thì hoa của nó rất là đẹp nhá. Đây ạ. Cái dòng Vanda này ưu điểm của nó là màu sắc của nó tương đối là bắt mắt, đa dạng, bông to nhá. Hoa Vanda này bông cực kỳ to luôn này. Đây. Cái Vanda này thì chỉ có một cái điểm trừ duy nhất ạ. Có nghĩa là thi thoảng nó sẽ có một cái lá, một vài cái lá nó hơi bị, đây hơi bị sức sức đen đen này một chút thôi nhá mọi người nhá. Một tí tẹo 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 thôi ạ. Đây. Đó, hơi lỗi lỗi một chút như thế này thôi nhá các bác nhá. Hàng dễ gió này, hàng này về thì mọi người làm cho em móc treo lên. Treo lên hoặc là mọi người sang cho em một cái chậu to nhá. Một chậu thì mọi người để hai cây này là siêu to khổng lồ rồi ạ. Đó, cây rất là to luôn. Đây này mọi người nhìn này. Cái chiều dài hiện tại ở nhà em này là nó đạt khoảng tầm 40cm rồi nhá cả nhà nhá. Nó đạt khoảng tầm 40cm rồi này. Cái bộ rễ của nó này các bác nhìn này.
Về nhà mọi người mà mọi người thấy có những cái rễ nó già, nó quắt keo rồi đấy ạ, thì các bác cứ cắt đi nhá, để cho nó sinh trưởng ra những cái rễ mới cho cây nó phát triển, nó khỏe hơn đấy ạ. Đây, Vanda lá xếp này, hàng siêu đẹp luôn nhá. Em lên cái lô châu Thái hoa Tết này, mặt hoa xổ số này. Chậu này của nhà em nó là chậu cây đôi nhá, một chậu hai cây. Giá một chậu này thì em bán với giá là 280.000, chưa bao gồm phí ship. Hàng thuần, bước sang năm thứ tư nhá cả nhà nhá. Hàng này về các bác chỉ việc làm cho em cái móc này, mọi người treo lên là các bác sang chậu là được nhá. Đây cái chậu gỗ này của nhà em nó tương đối là chắc chắn này. Cái chậu cây này của nhà em thì đặc điểm của nó là một cây của nó sẽ theo cái dạng như là cây mẹ cây con nhá, có nghĩa là một cây lớn và một cây bé cứ dao động khoảng tầm 3 cặp lá rưỡi đổ lên nhá các bác nhá, 3 cặp lá rưỡi một cây đổ lên đấy ạ. Cây bé thì nó khoảng tầm 3 cặp lá rưỡi, còn cây 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 to này này thì nó cứ khoảng tầm 4 cặp lá rưỡi một cây nhá. Hàng lá mít xếp này, châu Thái hoa màu xổ số có đủ màu nhá các bác nhá, cho hoa vào dịp Tết đấy ạ. Hàng cực kỳ là đẹp nhá, xanh mướt và mượt luôn, mọi người nhìn này. Đó, đây các bác nhìn cho em nhá, cái rễ này, cái rễ sữa này này, nó ra này, cây nó rất là khỏe nhá, đanh cây cứng cây này. Hàng bao đẹp bao lỗi lá nhá các bác nhá. Em có chậu hai cây đều nhau, cũng có chậu theo cái kiểu là cây mẹ cây con nhá. Đây, cây đều đều nhau thì nó sẽ như thế này nhá các bác nhá, hai cây đều nhau này. Em sẽ lấy cho mọi người xem một cái cây chậu mẹ con đây. Chậu mẹ con này thì nó sẽ như thế này nhá. Có nghĩa là một cây bé và một cây to vượt hẳn lên. Bác nào mà thích những cái cây đều đều nhau này này. Đây, hai cây đều nhau này. Khi mà mọi người đặt hàng thì mọi người cũng đọc rõ cho em là các bác lấy cái chậu hình thức nó như thế nào nhá. Chậu hai cây đều hoặc là chậu cây mẹ con để cho em nhặt nó tránh bị nhầm lẫn ạ. Còn cái này của nhà em thì nó là cái hàng thuần, bước sang năm thứ tư và là cái màu xổ số nhá mọi người nhá. Đây là cái lô mít Thái hoa xổ số nhá cả nhà nhá. Cái lô này của nhà em thì nó đặc biệt nhiều màu đỏ này. Đây, châu Thái hoa Tết nhá các bác nhá, hàng lá mít đây. Đó. Một cây như thế này em bán với giá là 250.000 ạ. Hàng lá mít nhá cả nhà nhá. Đây. Hàng lá mít này. Trung bình một cây này thì nó cứ dao động khoảng tầm 4 cặp lá rưỡi đổ lên nhá cả nhà nhá. Hàng thuần năm thứ tư này. Đây các bác nhìn này, cực kỳ là đẹp luôn nhá. Hàng này các bác về các bác trồng vào chậu cũng được, hoặc là mọi người tách ra mọi người ghép lũa cũng được nhá. Đây còn đây này, đây nó là vết bẩn này chứ không phải là lỗi lá đâu nhá các bác nhá. Đó. Cực kỳ đẹp luôn, cuống hoa cũ đây nhá. Lá cực kỳ là dày luôn nhá cả nhà nhá. Mít Thái nhá, mít lá xếp nhá cả nhà nhá. Hàng em bao đẹp cho cả nhà nhá. Đây, có cái cây này nó lỗi lỗi này, bỏ ra thanh lý riêng nhá các bác nhá. Hai trăm năm mươi k bọn em là chưa có phí ship nhé cả nhà nhé. Đây này mọi người nhìn này, cây nó siêu đẹp luôn này, rễ sữa nó đang ra rồi nhá. Các bác lưu ý giúp em là cái lô này của nhà em nó là cái lô mít xếp nhá, mít lá xếp chứ không phải là mít dù gì đâu ạ, mít lá xếp nhá. Đây là cái bản lá của nó tương đối là to và dày ạ. Em vừa mới cập bến được một cái lô trầm cô gái ngàn mắt nhá các bác nhá. Đây, hàng thân thủ lá mít này. Siêu đẹp luôn nhá. Một cốc như thế này em bán với giá là 240.000, chưa bao gồm ship ạ. Đây là mặt hoa của cô gái ngàn mắt nhá. Cái dòng này nó rất là sai hoa,
Hoa cực kỳ thơm, nói về cái dòng trầm thì hoa của nó rất là thơm nhá. Cánh dày môi tuyết này. Hoa gần như là phun từ gốc đến ngọn nhá. Đây, hàng thân thủ lá mít. Một cốc này thì nó sẽ có một thân thôi. Đó, hàng này của nhà em nó là cái hàng ươm ki năm thứ ba nhá. Cái chiều dài hiện tại ở nhà em bây giờ ấy ạ, nó cứ xấp xỉ khoảng trên 40 cm nhá. Và đối với cái dòng thân thòng này khi mà mọi người chăm sóc tốt thì cái chiều dài tối đa nó sẽ đạt khoảng tầm 1m đến 1m2 này. Hàng này của nhà em nó là hàng đang đi ngọn nữa cả nhà nhá. Đây. Ôi, quá yêu luôn này. Tầng này mầm gốc nó cũng đang lên rất là nhiều nhá. Đây mọi người nhìn này, mầm gốc này. Đó. Đây. Mọi người nhìn thích chưa? Mít mịt mịt luôn nhá. Siêu đẹp luôn này. Cô gái ngàn mắt nhá. Cái dòng này thì nó cực kỳ là dễ chăm, dễ trồng. Mọi người mua về sang chậu cho em cũng được, hoặc là ghép lũa cũng được. Các bác lưu ý là kể cả là sang chậu hay ghép lũa thì mọi người vẫn phải giữ nguyên cho em cái giá thể bên trong này nhá. Vì là cái bộ rễ của nó đã ăn sâu vào cái giá thể rồi, mọi người cắt ra nó đứt rễ là mọi người sẽ phải thuần lại từ đầu, nó sẽ rất là mất thời gian nhá. Đây. Hàng của nhà em đây. Siêu siêu đẹp luôn nhá. Hàng thảo vôi của nhà em cập bến nhá. Vẫn giữ nguyên giá 250.000 một bảng. Chưa bao gồm phí ship ạ. Đây, mọi người nhìn cái hàng của nhà em nhá. Cái thân lá nó cực kỳ là cứng luôn này. Một bảng này thì nó cứ dao động tầm từ 10 đến 12 ngọn đổ lên nhá. Xen kẽ ngọn ngắn ngọn dài. Đối với cái dòng thân thòng này thì cái chiều dài tối đa của nó khi mà mọi người chăm sóc tốt ạ, nó sẽ đạt khoảng tầm 1m đến 1m2 nhá. Và hàng hiện tại ở nhà em này này thì cái ngọn này nó cứ dao động khoảng tầm từ 15 cm đổ lên nhá. Và hàng vẫn đang tiếp tục đi ngọn đấy ạ. Cái dòng vôi này thì nó rất là sai hoa và thơm. Đây, vôi cánh tím, lưỡi trắng họng vàng nhá. Đó, mặt hoa thực tế đây. Đây này các bác nhìn này. Hàng nhà em nó đang tiếp tục đi ngọn này. Đây. Hàng này của nó là cái hàng ươm ki năm thứ ba nhá cả nhà nhá. Về mọi người làm lại cho em cái móc mọi người treo lên cho nó chắc chắn nhá. Đây, đối với cái phần phân thuốc thì khoảng 2-3 tháng một lần mọi người thay cho em cái bảng, cái túi phân này một lần này. Và một tuần một lần các bác tưới B1 cho em một lần nhá. Ôi, siêu ngon luôn này. Vôi mảnh mảnh nhá cả nhà nhá. Siêu dày ngọn nhá. Đây, một bảng thì nó sẽ xen kẽ cả thân ngắn thân dài như thế này ạ.